Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Thế giới chế tài Việt Nam vì những đàn áp nhân quyền. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc hôm 14 tháng 1 năm 2021 đã ra thông cáo báo chí lên án chính quyền Việt Nam bỏ tù các nhà báo thuộc Hội Nhà báo Độc lập chỉ vài tuần trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc. Thông cáo báo chí gọi hành động này của chính quyền Việt Nam là một cảnh báo ớn lạnh gửi đến các nhà bảo vệ nhân quyền và những nhà hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Những bản án chào mừng Đại hội Đảng, đây là tiêu đề mà dư luận xã hội đang bàn tán. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Vũ Quốc Ngữ nói với đài BBC về những tổn thất nặng nề mà phong trào đấu tranh dân chủ và nhân quyền đang phải gánh chịu khi các nhà hoạt động tiêu biểu như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng đều bị bắt. Đây là hình ảnh các nhà báo bị bắt gần đây từ phải sang là Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Lê Anh Hùng, Phạm Đoan Trang. Các tổ chức nhân quyền quốc tế nhận định rằng năm 2020 là năm tình trạng nhân quyền của Việt Nam tồi tệ hơn với các bản án nặng nề hơn khi chính phủ Việt Nam bắt bớ và xét xử những nhà hoạt động dân chủ cuối cùng. Nhận định của ông Vũ Quốc Ngữ được đưa ra trong bối cảnh tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế vừa công bố báo cáo thường niên năm 2020 dài hơn 700 trang về tình hình nhân quyền 100 nước trên thế giới. Việt Nam được dành chọn 5 trang trong số này. Trong đó, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế đã mô tả Việt Nam tiếp tục vi phạm một cách có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản năm 2020, bằng việc thắt chặt các hạn chế đối với quyền tự do ngôn luận và dường như có liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2021. Càng gần đến ngày Đại hội Đảng, tức là ngày 25 tháng 1 tới đây, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam càng bắt giữ liên tục nhiều nhà báo, blogger và các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Văn phòng cao ủy của Nhân quyền Liên Hợp Quốc mới đây cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Việt Nam tham gia gia tăng đàn áp làn sóng dựa trên các điều luật được định nghĩa một cách mơ hồ đối với những người viết. Trong một cuộc họp báo tại Geneva vào ngày 8 tháng 1 năm 2021, phát ngôn viên Ravina của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế nhận định hiện đang có xu hướng đàn áp ngày càng gia tăng nhắm vào quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh đến việc nhiều nhà đấu tranh bị tạm giam bất hợp pháp trong thời gian dài trước khi đưa ra xét xử. Tổ chức này của Liên Hợp Quốc cũng thường xuyên có các báo cáo bày tỏ lo ngại về các đối xử với họ trong trại giam, cũng như đòi quyền được xét xử công bằng đối với họ mỗi khi bị xâm phạm. Đây là hình ảnh doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức bị nhà cầm quyền quy kết tội lật đổ chính quyền với bản án 16 năm tù, nay đã bị giam giữ hơn 11 năm. Vừa qua, ông tuyệt thực gần 50 ngày trong tù và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc đặc biệt lưu ý đến tình trạng nhiều người đã phải nhận các bản án tù nhiều năm sau khi bị kết tội chống lại an ninh quốc gia. Tổ chức này của Liên Hợp Quốc cũng nêu đích danh trường hợp của ông Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Ba nhà báo này vừa bị kết án tại thành phố Hồ Chí Minh, kết án vào ngày 5 tháng 1 vì tội làm ra, tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước, theo điều 117 của Bộ luật Hình sự. Ông Phạm Chí Dũng bị kết án 15 năm tù và 3 năm quản chế, các ông Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người bị kết án 14 năm tù và 3 năm quản chế. Phát ngôn viên Sambani đã kêu gọi chính quyền Việt Nam sửa đổi các điều khoản liên quan của Bộ luật Hình sự để phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo công ước quốc tế mà Hà Nội đã đăng ký. Theo phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc, việc Việt Nam bắt giữ người tùy tiện dựa trên các điều luật được định nghĩa mơ hồ như trên là một vi phạm điều 19 về quyền tự do ngôn luận của công ước quốc tế và quyền dân sự và chính trị. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF cũng đã lên án bản án 37 năm tù dành cho ba lãnh đạo nói trên của tờ báo độc lập này. Trả lời đài FI, ông Dane, phụ trách châu Á Thái Bình Dương của tổ chức theo dõi tự do báo chí ESF nhận định như sau: các bản án được tuyên bố đối với nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập thực sự đã gây sốc. Cần biết rằng các thành viên này của hội từng là cựu quân nhân nhà nước Việt Nam
buộc họ phải trả giá cho những phát biểu tự do và những chỉ trích ban lãnh đạo đảng vốn hoàn toàn sơ cứng. Không chỉ các tổ chức quốc tế mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng về các bản án khắc nghiệt và kêu gọi trả lại tự do cho 3 thành viên của tổ chức nhà báo độc lập vừa bị chính quyền Việt Nam đưa ra xét xử. Đây là hình ảnh phiên tòa xét xử 3 thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 5 tháng 1 năm 2021. Trong thông cáo gửi cho Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối ngày 5 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết rằng: "Chúng tôi rất thất vọng khi hay tin về những bản án khắc nghiệt do một tòa án ở Việt Nam xét xử đối với 3 thành viên Hội Nhà báo độc lập Việt Nam, trong đó có ông Phạm Chí Dũng, người đã sáng lập kiêm chủ tịch của hội này." Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, những bản án khắc nghiệt này đã là biểu hiện mới nhất của xu hướng bắt giữ và kết án đang rất đáng lo ngại nhằm vào các công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong hiến pháp của Việt Nam. Và thông tin cho thấy đạo luật Magnitsky vẫn chưa thực sự tạo được áp lực đối với chính quyền Hà Nội. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định tiếp: "Tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với những rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi chính phủ và các công dân trên toàn thế giới, bao gồm cả chính phủ Việt Nam, phải bảo vệ họ." Còn châu Âu thì mong muốn Việt Nam trả lại tự do ngay lập tức cho 3 nhà báo vừa bị xử vào hôm 5 tháng 1, cũng như tất cả các nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Châu Âu cũng cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Theo Tổ chức Bảo vệ Ký giả Quốc tế, tính đến nay đang có 15 nhà báo bị giam giữ tại Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Châu Hữu Danh mới bị bắt gần đây với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do và dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Nhiều nhà hoạt động vì các quyền tự do khác nhau như quyền tự do tín ngưỡng đã bị bắt, tuyên phạt với các bản án khắt khe, phải chịu bỏ chế độ, quấy rối có hệ thống, kể cả bị ép cung, tra tấn. Thống kê của các tổ chức theo dõi nhân quyền đều cho thấy tình trạng đàn áp khốc liệt trong những năm vừa qua. Tổ chức Ân xá Quốc tế trong báo cáo công bố vào ngày 1 tháng 12 vừa qua cũng ghi nhận Việt Nam đang giam giữ ít nhất 170 tù nhân lương tâm, con số kỷ lục kể từ khi Ân xá Quốc tế bắt đầu theo dõi tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Theo Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, con số tù nhân lương tâm hiện nay bị giam giữ thật ra còn cao hơn thế. Thống kê của tổ chức này cho thấy có ít nhất 260 tù nhân lương tâm đang bị lao tù tại Việt Nam. Ông Vũ Quốc Ngữ trong một cuộc phỏng vấn với Nhật báo Người Việt vào ngày 27 tháng 12 cho biết vào năm 2020, Đảng Cộng sản Việt Nam bắt giữ 31 nhà báo hoạt động, chưa kể 29 dân oan đấu tranh cho đất đai của họ ở xã Đồng Tâm. Trước làn sóng khủng bố trắng như vậy, có 8 dân biểu Hoa Kỳ đã gửi thư đến Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin từ văn phòng dân biểu Lan vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Đây là một bức thư đặc biệt, trong đó các dân biểu nêu rõ biện pháp trừng phạt đối với những quan chức Việt Nam bị cho là vi phạm quyền con người. Biện pháp đó là áp dụng luật Magnitsky đối với 8 thành viên bị nêu tên của Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đây là hình ảnh tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hóa. Những người bị tố cáo đánh đập, tra tấn tù chính trị trẻ Nguyễn Văn Hóa gồm Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Đại úy Nguyễn Văn Sáng, Trung úy Lê Anh Đức, Đại úy Trần Anh Đức, Đại tá Nguyễn Huy Trương, Thiếu tá Trương Quang Quốc, Thiếu úy Bùi Xuân Đạt và Đại úy Nguyễn Đình Đức. Các dân biểu Hoa Kỳ ký tên vào lá thư gửi hai bộ trưởng Pompeo và Mnuchin bày tỏ mong muốn các biện pháp trừng phạt có mục tiêu sẽ có tác động. Vào thời điểm mà chính phủ Việt Nam đang thực cách mở rộng khả năng tiếp cận thị trường Mỹ và các sản phẩm tại Mỹ, phải cương quyết bảo vệ mạnh mẽ quyền con người và pháp quyền. Nhưng liệu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đáp ứng yêu cầu của các vị dân biểu hay không thì vẫn là một câu hỏi. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trả lời đài FA qua điện thư nói rằng: "Chúng tôi không cho biết trước về khả năng có thể trừng phạt." Về phía chính quyền Hà Nội, đài FA cũng đã gọi điện cho Bộ Công an để hỏi về vụ việc, nhưng người trả lời điện thoại cúp máy, sau đó không trả lời đường dây nữa. Chương trình bảo trợ cho tù nhân lương tâm, dự án bảo vệ tự do là một trong những chương trình chính của Ủy ban Nhân quyền Tom Latos của Quốc hội Hoa Kỳ. Cũng hôm 7 tháng 1 năm 2021, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết Washington có thể trừng phạt những người liên quan đến vụ bắt giữ và sẽ cử đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc đến thăm Đài Loan.
và cũng hy vọng với tân chính quyền sau mùa bầu cử ở Mỹ, vấn đề vi phạm nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam sẽ lọt vào vòng ngắm của cơ quan hữu quan của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vào hôm 15 tháng 1 năm 2021 với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien, hai bên vẫn chưa hề đề cập đến vấn đề vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Cũng trong khi đó, cơ quan đại diện thương mại Mỹ đã kết luận điều tra xác định Việt Nam có các hành động, chính sách và cách làm can thiệp vào thị trường ngoại hối, tạo gánh nặng và hạn chế thương mại của Mỹ. Xem ra, đạo luật Magnitsky vẫn chưa thực sự được áp dụng cần thiết để hậu thuẫn cho xã hội dân sự ở Việt Nam, và điều đó cần phải thay đổi trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 với bản tin Thế giới chế tài Việt Nam vì những đàn áp nhân quyền. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.